vị. Cái xe này là có số lùi nha quý vị. Có số lùi á, mà không biết đúng không thì tôi tự nghĩ ra thôi. Có hệ thống giải nhiệt gác nước nữa nha. Ủa trời ơi, hai phục trước rất là hầm hố. Còn này là chắc gắn bản số quý vị ơi. Hôm nay Tiết Cương đến đây để chia sẻ quý vị một câu chuyện. Chiếc xe ba gác này chỉ tình cờ thôi. Còn câu chuyện chính là vẫn nằm ở đây, thưa quý vị. Đó. Xin chia sẻ câu chuyện về chiếc xung xì bo của Tiết Cương. Xin sơ lược nhẹ về lai lịch chiếc xe này nha quý vị. Xin kính chào quý vị khán giả đến kênh YouTube Nghệ sĩ Tiết Cương. Hiện tại Tiết Cương đang ngồi chuẩn bị chở hàng sắp tới tài quý vị ơi. Hôm nay Tiết Cương sẽ chở hàng đi về quận nhất. Đây là một chiếc ba gác máy. Tiết Cương lần đầu tiên mới được leo lên ngồi và cảm thấy nó rất là lạ, bởi vì hai cái chân Tiết Cương để đây quý vị ơi. Hai cái chân để đây. Đây có cái thắng để đây. Có cần số đạp thì chiếc này đạp chứ. Lòi phèo luôn. Ô, thưa quý vị. Cái xe này là có số lùi nha quý vị. Có số lùi á, mà không biết đúng không thì tôi tự nghĩ ra thôi. Có hệ thống giải nhiệt gác nước nữa nha. Hai phục trước rất là hầm hố. Còn này là chắc gắn bản số quý vị ơi. Hôm nay Tiết Cương đến đây để chia sẻ quý vị một câu chuyện. Chiếc xe ba gác này chỉ tình cờ thôi. Còn câu chuyện chính là vẫn nằm ở đây, thưa quý vị. Đó. Thưa quý vị, hôm nay Tiết Cương xin chia sẻ câu chuyện về chiếc xung xì bo của Tiết Cương. Xin sơ lược nhẹ về lai lịch chiếc xe này nha quý vị. Chiếc xe này Tiết Cương mua nó vào năm 2010. Khi đó thì lúc đó là Tiết Cương đóng bộ phim Vật Chứng Mong Manh, thì thấy mấy bạn cách cadder đi xe xung xì bo đẹp quá, Tiết Cương mới dọ giá. Thì lúc đó là chiếc xe này giá nó khoảng trên dưới 40 triệu tùy chất xe. Xung xì bo 120 á. Xong cái Tiết Cương lúc đó là cách xê cái phim đó là vừa đủ mua chiếc xe luôn quý vị. Mà sau khi đóng xong bộ phim lãnh lương xong, cái lúc đó Tiết Cương mới nghĩ là không biết mình mua xe ở đâu. Nếu mà mình đi mua ở xì phố mình không quen thôi, mình về quê mua chưa chắc. Đi vô tiệm hỏi mua này trong cửa hàng nè quý vị. Rồi 70 triệu. Nói, trời ơi, đổ mồ hôi luôn. Mới chú phim có 40 mà giờ lên 70, thiếu 30. Cũng cắn răng mua luôn. Mà ông chủ tiệm thấy quý Tiết Cương, bớt Tiết Cương 2 triệu là mua 68 triệu. Số đẹp luôn. Thì mua về chạy thời gian khoảng chưa được 1 năm thôi quý vị. Mua về chạy chưa được 1 năm. Thì do lúc đó cái xe nó ít chạy cho nên để nó bị đạp nó ra khó nhiều quý vị ơi, là do đây nè. Cái bộ phận bơm nhớt ở đây nè, nó bị lai cho nên cái xe bị khói rất là nhiều. Và Tiết Cương không biết lý do tại sao đó, mình chưa gặp. Mình cảm thấy mệt mỏi quá, đi xe gì đâu mà từng đi lần đạp khói quá thôi. Bán, cái mình bán là mình bán cái xe đi và bán cà vẹt thôi, không có ký công chứng gì quý vị đó, nhờ ông anh bán giùm. Sau khi bán xong thì khoảng mấy năm sau xe đổ giá lên trăm mấy cái tiết. Cái nói trời ơi, giờ không biết tìm chủ xe này đâu để mình mua lại đó. Thì lúc đó Tiết Cương mới mở kênh YouTube đó, thì tình cờ hôm bữa review cái chiếc xung xì bo, cái bạn nó mới inbox nó là Tiết Cương ơi, em đang giữ xì bo của anh nè, hỏi đang đâu, em đang cần chuột. Trời ơi, mừng quá, chạy dưới năn nỉ ông chủ quá trời. Mà quý vị cũng đã xem clip đó rồi. Cuối cùng chủ đồng ý nhượng lại cho Tiết Cương, nhưng mà hơi tiếc cái á là ông chủ đó ổng vừa sang tên vắng chủ. Nếu mà Tiết Cương mua sớm một tháng thôi là vẫn còn giữ tên mình, là chỉ việc cầm cà vẹt chạy về. Ổng sang về tên ổng với Long An rồi đó, bây giờ phải sang ngược lại Sài Gòn. Thì lúc đó thì Tiết Cương mua xe này ở quận nhất, đang đầu 4 đó, thấy không được đẹp nên đang đợi đầu năm. Bây giờ đợi đầu năm ra để mua. Và Tiết Cương đã ký công chứng, anh xem đã ký công chứng với bạn đó ở Cần Giuộc rồi, và ở dưới đã thu bản số với cà vẹt rồi. Bây giờ thì mời quý vị đồng hành cùng với Tiết Cương đi. Hôm nay Tiết Cương sẽ chỗ tài bấm số, xem hôm nay có may mắn và ra được số đẹp không, với để được chiếc xì bo yêu quý của mình. Hy vọng rằng sẽ có niềm vui trong ngày hôm nay. Bây giờ thì đầu tiên thì Tiết Cương sẽ đi đóng thuế trước nha quý vị. Mời quý vị cùng với Tiết Cương đi lên phòng thuế đóng
đóng xong rồi mình mới bắt đầu về quận nhất bấm số. Let's go. Đây, Tiết Phương thưa chị, Phương vừa vào bên trong để xin nộp thuế và đây thưa quý vị, nộp lệ phí trước bạ mô tô hai bánh nhãn hiệu Suzuki, số tiền là 554k nha quý vị, không hề rẻ nha. Chứ những cái xe mà đời 99-2000 thì đóng khoảng có 100.000, mà xe này sẽ tới 554k nha quý vị. Và đây là thông báo nộp tiền gì nè đó, bởi vì bên trong nói là đây là do bên đây là xe chuyển dùng cho nên vì 11 triệu nè. Đây là họ tính theo param giá của họ nè, 554.000. Rồi rồi, bây giờ thì Tiết Cương sẽ đi qua số 172 Hai Bà Trưng để đóng thuế rồi sau đó mới về tính cái chuyện cà số sau. Đi địa chỉ 172 Hai Bà Trưng, ngân hàng MB, và bây giờ là đã có được con dấu, đã thu tiền là mình phải ra 554k mới ra được cái mộc này nha quý vị. Hôm nay là Tiết Cương đang đóng là ở quận nhất nha quý vị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ về đi cà số xuồng số máy rồi, mà cũng Tiết Cương đang lo là không biết xe chuyển về không biết là có bị giám định hay gì không, bị xe hay thì cũng rất là lo lắng đâu. Cứ về quận nhất đi rồi mình tới đâu tính tới đó quý vị ơi. Quý vị, Tiết Cương sau khi nộp hồ sơ vô thì cũng rất là lo, không biết là có bị giám định hay không, nhưng mà cũng có trình bày là Tiết Cương còn một cái bộ hồ sơ. Bộ hồ sơ này là ngày xưa là xe của Tiết Cương á, là ngày xưa là khoảng năm 2010 á, khi mình nộp giấy tờ vô á là mình sẽ được người chủ giữ được những cái bộ hồ sơ cũ á. Đó, xe này gốc là ở Mộc Hóa Long An nha quý vị. Đó. Cho nên sau khi người tiếp nhận hồ sơ ra, họ cũng có nhìn số sườn số máy và có trình bày là cái bộ hồ sơ gốc mà ngày xưa Tiết Cương đã từng giữ đó. Này, bộ hồ sơ gốc mua bến Lức Long An nè quý vị, xe mô tô này đó, tháng 9 2010 nè quý vị đó. Thì xe của Tiết Cương hoàn toàn hợp lệ cho nên được tiếp nhận hồ sơ và Tiết Cương sẽ vào bên trong để bấm số. Hồi hộp quá quý vị ơi, không biết là Tiết Cương sẽ bấm ra số gì đây. Hy vọng bao nhiêu năm ấp ủ chờ đợi để được bấm số, hy vọng sẽ ra được số đẹp. Yeah, đi vô bấm số thôi. Rồi bây giờ đang cà số nè, nhờ đại ca cà số cho Tiết Cương. Không chuyên nghiệp ghê không. Hy vọng là tình này anh tài may mắn là Tiết Cương sẽ ảnh bấm ảnh cà số cho mình sẽ ra được số đẹp. Đi được anh tài cà số còn được bà chế nè ghi giùm luôn, phải không? Quá trời quá đất, chiều nay may mắn lắm rồi quý vị. Hôm nay anh cứ bấm số đẹp lắm luôn á, số này ra đẹp quá trời. Hy vọng là hôm nay. Năm năm bảy sáu sáu, năm năm bảy chín chín, năm năm bảy tám tám. Vậy là số đẹp ra hết rồi. Năm sáu bảy năm chín. Đang đầu năm năm nha quý vị. Sẽ bấm để lấy bằng số, hy vọng may mắn quý vị. Ra số gì đây hả? Trời ơi, gì vậy, chưa được hả? Hồi hộp quá, hồi hộp. Rồi có ra gì đây, đâu chưa ra hả? Được hai lần rồi, chưa được hả? Trời ơi, trời, ba lần, lần thứ ba nha. Gì? Ô, 558 chín nút mà. Ở đâu ra coi gì lấy đó thôi. Rồi thôi, chín nút quý vị ơi, 55810, quá dữ luôn. Kính thưa quý vị, như vậy là sau khi trải qua một quá trình khá là gian nan, từ phải đi về Cần Giuộc để công chứng, rồi sau đó phải rút hồ sơ từ Long An về Sài Gòn, rồi đi đóng thuế, rồi đi cà số, rồi hồi hộp chờ kiểm định. Cuối cùng bây giờ thì sau khi bấm số xong, bây giờ thì đã về tới đây. Và bây giờ Tiết Cương sẽ gắn cái bảng số này
vào chiếc xe yêu quý đó, sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng bấm số. Rồi đây mời quý vị xem Tiến Cương sẽ gắn cái bảng số đây nên nên tàn đó 52T9 59T2 55810. Bây giờ mình gắn bảng số vô kệ, giờ mình chỉ canh được 3 số đầu thôi, còn 2 số sau là trời cho quý vị ơi. Mình sẽ gắn bảng số vào đây. Ủa sao cái này nó hơi chật chật đó. Rồi xong gớm hóc luôn. Tôi không phải là thợ máy chuyên nghiệp, gắn bảng số gớt lên gớt xuống thiệt là đau buồn à, đựng bên này nha quý vị, khó lắm, phải giỡn đâu. Đây anh em thấy nữa, gắn đây thêm miếng nữa đó. Để Phương canh coi cân cho nha quý vị. Ủa sao để vô cái hơi chênh 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 xíu. Ủa sao miếng nhít gì nữa vậy, nó lệch bên này xíu ta, hết rồi, hơi méo xíu phải chịu không quý vị ơi, đó, nó bị méo rồi, đẩy qua kia không được, cái lỗ hết lỗ bên kia rồi, xiết lại, mình xiết bằng cái này là chìa khóa xịn của Mỹ quý vị, chìa khóa dởm lên sẽ chày đầu óc á, đó, mình giờ mình đi xe di mình phải kỹ quý vị ơi. Bảng số này là thuộc quận nhất nha quý vị. Đó. 55810. Thì quận nhất là đang T2. Xe trước của Tiến Cương là T1. Mà hai chiếc này hồi đó là T1. Chiếc này bản số cũ là 59T100757 là 9 nút. Còn sau khi đi về dưới 10 năm quay về trở lại là 59T2 55810, 55 cộng lại là 10 đây cũng là 10, ở giữa là số 8 là phát đó. Đó là tự mình nghĩ nó đẹp quý vị à, còn nếu mà cộng lại tổng này là 55810 cộng lại cũng là 9 nút à, coi như là cũng giảm số đẹp xấu rồi do mình thôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip Tiến Cương đi bấm số chiếc xì bo thân yêu của mình sau 10 năm quay trở lại với chủ cũ. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.